Việt S Channel. Lúc đủ lắm cơ cũng canh hay. Nhìn thấy tủ của mình rất là dễ thương nha. Đầu tiên là có cái tên Hi của mình được gắn vào rất nhiều trái tim. Ê, tôi thích cái bức hình này nè. Bức hình này, yeah. Dù là Godmother nhưng mà trong là toàn mỹ phẩm mọi người ơi. Cái này là tất cả đều là kem chống nắng. Đây tóc giả. Lốc cơ của Nam Khánh. Tôi tự tên là lốc cơ, tôi có sticker mắc tiền nhất công ty này. Thế cần phải mua album mới có. Bạn nào có cái phim livestream tải tấm hình và cái lộn. Bức hình này, dẹp. Bức hình này, dẹp. Chỉnh này trước. Mà thật ra là mình đi theo eo là để mình dùng cái bằng để mình quay lên TikTok mà mượn. Ba chai nước hoa mới mang lên. Hai đôi giày là bàn phím. Lốc cơ của máy bay vlog. Yeah, ngoài đây biểu hành sinh nhật mình. Đã Estan lần tim một chiếc cúc của TikTok của channel nha. Xin loa nè. Đồ dán điện thoại nè. Cái tập thể dục. Đi từ từ lấy một thêm nữa. Trong tủ anh bay còn có một con Z-Flip 4 nữa. Sao hình này lại là châu Giang? Z-Flip 4 bây giờ giá đang tốt lắm. Mà châu Giang thì thích cái Z-Flip 4 lâu rồi. Nên là anh mua cho châu Giang một cái. À, bữa nay hình như con Z-Flip 4 này bây giờ còn có 15.490.000 thôi. Mà còn được giảm 5% cho sinh viên nữa. Đúng rồi, nên là nhân viên thích thì mình mua cho một cái. Rồi mọi người ai mà quan tâm cái con này á, click vào link dưới comment nha.